Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hà Nam hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Lần đầu tiên cảnh báo mưa tuyết tại vùng núi phía Bắc. Quảng Ninh nâng cao trách nhiệm của cơ sở cách ly phòng chống dịch COVID-19. Lạng Sơn phát hiện nhiều công dân nhập cảnh trái phép. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức lễ công bố tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 theo quy định. Tỉnh Hà Nam có trách nhiệm tiếp tục triển khai, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện, nông thôn mới, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Hà Nam đã thực sự thay đổi, đời sống của người dân ngày càng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 13,8 triệu đồng năm 2010 lên 50,5 triệu đồng năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm từ 10,68% năm 2010 xuống còn 2,2% năm 2020. Đến nay, toàn bộ 83 xã của Hà Nam đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Từ sáng sớm ngày 7 tháng 1, một đợt không khí lạnh mạnh đã tăng cường ảnh hưởng tới nước ta và trở thành đợt rét đậm, rét hại thứ 3 của mùa đông năm nay. Và đáng chú ý, đợt rét này được chia làm hai giai đoạn với hai hình thái hoàn toàn khác nhau, đó là rét ẩm và rét khô. Lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, cảnh báo khả năng xảy ra tuyết ở vùng núi. Và đây là những thông tin được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo. Cụ thể, giai đoạn đầu tiên của đợt rét đậm rét hại lần này sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1. Trời rét và ẩm dẫn đến nhiệt độ ban đêm và ban ngày đều thấp, trời không có nắng. So sánh với đợt rét đậm rét hại mới xảy ra vào dịp Tết Dương lịch vừa qua, thì nhiệt độ trung bình ngày sẽ thấp hơn, cảm giác rét hơn rất nhiều. Đáng chú ý, lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, cảnh báo khả năng xảy ra tuyết ở vùng núi. Chính thức là từ đêm ngày 7 tháng 1 thì sẽ là chuyển sang trạng thái rét đậm rét hại trên toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ, và sau đó thì cái rét đậm rét hại sẽ có thể lan xuống Bắc Trung Bộ và có thể xảy ra ở cả thậm Quảng Bình, một số nơi Quảng Trị. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng và trung du cũng như là Bắc Trung Bộ là sẽ là khoảng 8 đến 11 độ. Và vùng núi thì là 4 đến 7 độ, và vùng núi cao thì dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Mưa tuyết thì sẽ tập trung nếu có ở khu vực của vùng núi cao thuộc hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai. Về gió mạnh trên biển thì chúng tôi vẫn cảnh báo là đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền ở khu vực vịnh Bắc Bộ. Và ngoài ra là vùng biển Trung Bộ và khu vực Nam Trung Bộ, chỗ Bình Thuận, Ninh Thuận. Đấy, và khu vực Nam Trung Bộ chúng tôi còn cảnh báo thêm khi mà có cái gió đông bắc mạnh ở khu vực Phú Yên và Bình Thuận là có khả năng có xảy ra các cái sạt lở bờ biển. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1 khi không khí lạnh được tăng cường thêm. Từ rét ẩm sẽ chuyển sang trạng thái rét khô. Ban đêm nhiệt độ thấp, rét buốt, ban ngày nắng, nhiệt độ cao nên cảm giác không rét bằng giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ 2 này tương tự đợt thứ 2 vừa qua. Trong thời kỳ này, cần chú ý khả năng băng giá, sương muối ở vùng núi cao. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, Bộ Tài chính vừa có văn bản xin ý kiến các cơ quan đơn vị đóng góp ý kiến rộng rãi đối với thông tư quy định mức thu nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. Và theo đó, thì Bộ Tài chính đã đề xuất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được xác định là 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được xác định là 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở đi, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện theo quy định tại thông tư số 295/2016. Theo thông tư này, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt khi sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt để chạy tàu phải nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt với mức phí được xác định là 8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt. Như vậy, mức phí theo đề xuất mới của Bộ Tài chính giảm 50% so với mức phí quy định tại thông tư 295. Thị trường bất động sản cần thêm các chỉ số để đánh giá mức độ đóng góp cho nền kinh tế, phục vụ cho quá trình quy định, chính sách và quản lý của nhà nước. Đây là nội dung được các đại biểu đề cập đến trong hội thảo công bố các chỉ tiêu đánh giá vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội.
Các chỉ tiêu này nằm trong đề tài nghiên cứu khoa học về đóng góp của thị trường bất động sản cho nền kinh tế. Theo các chuyên gia, từ trước đến nay thị trường bất động sản chưa có những chỉ số đánh giá chi tiết về tác động và đóng góp của thị trường vào nền kinh tế. Chỉ có một chỉ tiêu là tác động của thị trường tới GDP. Chính vì vậy, việc có thêm các chỉ số mới sẽ giúp đánh giá rõ hơn vai trò của thị trường, từ đó tạo thuận lợi hơn cho quá trình hoạch định chính sách. Nó là cái chỉ số lan tỏa của ngành bất động sản đến giá trị gia tăng, đến nhập khẩu, đến lao động, đến chất thải ra môi trường. Thì ngành bất động sản là một trong những ngành là có cái chỉ số lan tỏa và độ nhạy cao nhất đối với nền kinh tế. Như thế là những ngành bất động sản là nên được xem là ngành trọng điểm. Chúng ta cần có những cái chỉ số về thị trường. Từ đấy thì sẽ dự báo được mọi thứ, kể cả tâm lý nhà đầu tư, cách thức nhà đầu tư bỏ tiền vào thị trường. Mỗi năm bỏ bao nhiêu, thị trường phát triển được như thế nào, đóng góp bao nhiêu vào GDP của cả nước. Cũng theo các chuyên gia, trong thời gian sắp tới, cần có thêm các bộ chỉ số khác để có thể đánh giá tốt hơn về các sản phẩm, cũng như tác động lan tỏa của thị trường bất động sản, đặt trong bối cảnh quá trình đô thị hóa nhanh và nhu cầu quản lý chặt tài nguyên đất đai của nước ta. Lâm Đồng là vùng đất thuận lợi cho cây phong lan rừng phát triển và nắm bắt được lợi thế này. Những năm gần đây, một số người dân ở huyện Di Linh đã chịu khó vào rừng để sưu tầm và sau đó thì đem về chăm sóc, nhân rộng và chuyển hướng sang kinh doanh cho thu nhập khá cao. Ghi nhận tại xã Hoài Trung, địa bàn hiện có nhiều hộ nông dân đang phát triển mô hình này. Định cư ngay sát vùng đồi núi, gia đình chị Nguyễn Thị Doanh ở xã Hoài Trung đã phát hiện nhiều giống phong lan quý đa dạng mọc và sinh sống ở rừng. Với ý định ban đầu đưa về trồng thử, tuy nhiên qua một thời gian chăm sóc, thấy lan phát triển tốt, hoa nở đẹp nên gần 7 năm nay gia đình chị Doanh mạnh dạn mở rộng nhân giống, chuyển sang kinh doanh. Theo quy trình của nó, xịt phân, xịt thuốc, đầu tiên là mình xịt thuốc sâu, xong xịt thuốc lấm, xịt phân bón lá để cho cái lan phát triển tốt. So sánh với lan rừng với lan ngoại thì lan rừng mình dễ chăm hơn. Lan ngoại thì quy trình nó phải cần kỹ thuật cao với lại phân thuốc nhiều. Riêng trên địa bàn xã Hoài Trung hiện có 4 trang trại sản xuất nhân giống phong lan với hơn 200.000 gốc lan, thay thế cho những diện tích trồng cà phê, cây trồng khác không hiệu quả. Các nông hộ đã mạnh dạn chuyển sang sản xuất phong lan. Ngoài giá trị về kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, rõ ràng nghề sản xuất kinh doanh phong lan cho thấy sự năng động, sáng tạo của chính người nông dân. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chính thức khai trương trang thông tin điện tử Bộ Luật Lao động năm 2019 tại địa chỉ truy cập http://bộ-luat-lao-động-2019-molisa.gov.vn. Tại đây, người truy cập sẽ được cung cấp thông tin đầy đủ và chính thống về Bộ Luật Lao động năm 2019, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bộ luật, các thông tin, ấn phẩm, tài liệu tham khảo khác liên quan nhằm tạo điều kiện để người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hiểu rõ hơn về các quy định, những điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019. Đây còn là nơi để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện bộ luật này. Nhằm nâng cao hiệu suất kết nối cung cầu hỗ trợ tư vấn cho người lao động và doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện năm nay bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên đã triển khai và thực hiện đa dạng hóa các hình thức. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tổ chức 27 phiên giao dịch việc làm, thu hút 250 lượt doanh nghiệp và gần 3.500 lượt người lao động tham gia, vượt gần 5% kế hoạch. Trong đó, số lao động được tuyển dụng trực tiếp tại các phiên giao dịch việc làm là hơn 750 lao động. Số lao động được tuyển sinh học nghề trực tiếp là trên 100 lao động. Ngoài tổ chức các phiên giao dịch trực tiếp trong năm, Trung tâm đã tổ chức được 3 phiên giao dịch online kết nối với các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Hiện từ tháng 8 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cũng đã tăng tần suất từ 2 phiên giao dịch việc làm lên 4 phiên một tháng nhằm kết nối, khai thác thông tin thị trường lao động và tư vấn học nghề, việc làm cho người lao động tỉnh được kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Y tế gửi thông báo tới từng người dân về việc cần đề cao cảnh giác phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Việt Nam vừa phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép. Cộng đồng tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K, khử khuẩn, khẩu trang, khoảng cách, khai báo y tế, không tập trung đông.
Những người từng đến các địa điểm những bệnh nhân trên đi qua nhanh chóng gọi điện đến đường dây nóng của cơ sở y tế gần nhất hoặc Bộ Y tế qua số điện thoại 1900 9095. Các cá nhân trong thời gian này cần di chuyển bằng phương tiện cá nhân và đeo khẩu trang, không đến nơi tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc, không tiếp xúc gần với người khác và ghi nhật ký di chuyển trong 28 ngày. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân và công tác y tế của Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và đây là nhận định được nhấn mạnh tại Hội nghị Y tế Toàn quốc do Bộ Y tế vừa tổ chức tại Hà Nội. Tại hội nghị, đại diện các cấp ngành đã ghi nhận những thành công của ngành y tế trong năm 2020, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm này, nước ta đã cơ bản ngăn chặn và kiểm soát được dịch COVID-19, điều trị có hiệu quả các ca bệnh nặng, hiểm nghèo, được các tổ chức quốc tế và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Ngoài ra, ngành y tế cũng đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Việt Nam là một trong 4 quốc gia đầu tiên giải trình tự gen virus, là một trong 5 quốc gia sản xuất được sinh phẩm chẩn đoán kháng thể, chủ động được sinh phẩm chẩn đoán, sản xuất thành công máy thở, là một trong ít quốc gia ASEAN thử nghiệm vaccine trên người. Ngoài thành công trong việc phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế còn khống chế thành công một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm quay trở lại. Bạch hầu, khu vực Tây Nguyên, bệnh quýt mò ở miền Trung, bệnh sốt mò ở một số tỉnh miền Bắc, năng lực mạng lưới y tế cơ sở được nâng cao, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tiếp tục được cải thiện. Bên cạnh những thành công trên, tại hội nghị các đại biểu cũng thẳng thắn thừa nhận, trong năm 2020, ngành y tế vẫn còn tồn tại một số vấn đề hạn chế cần khắc phục ngay, như chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn sự chênh lệch khá lớn giữa các tuyến và giữa các vùng miền, vẫn còn tình trạng quá tải ở một số bệnh viện trung ương và thành phố lớn. Năm 2021, ngành y tế đặt mục tiêu tổng quát là phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững và hội nhập quốc tế, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, đặc biệt là kiểm soát tốt dịch COVID-19. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt việc cách ly công dân nhập cảnh vào Việt Nam, đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Các cơ sở cách ly tự nguyện có thu phí cũng đã nâng cao trách nhiệm của mình, đồng hành cùng tỉnh và người cách ly để phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất. Khách sạn Phát Linh, tọa lạc tại khu du lịch Bãi Cháy. Bình thường nếu không có dịch COVID-19 vào mùa cao điểm, khách sạn này luôn trong tình trạng cháy phòng. Tuy nhiên do dịch bệnh, đơn vị đang gặp khó và phải xin thành phố Hạ Long để làm điểm cách ly tự nguyện có trả phí, giải quyết công ăn việc làm cho nhân viên và giá phòng cũng giảm một nửa so với niêm yết. Khách sạn đã dành 327 phòng để đón khách cách ly, ngoài ra còn 17 phòng hỗ trợ cho lực lượng y tế và nhân viên. Chúng tôi đã được cái trung tâm y tế của thành phố Hạ Long là đến đây trực tiếp là đào tạo, cũng đó sau đó thì chúng tôi lại tiếp tục là hướng dẫn cho tất cả các cái cán bộ công nhân viên là thực hành đóng vai trong các cái trường hợp đấy thì xử lý như thế nào. Tại khách sạn luôn có lực lượng an ninh túc trực 24/24, nhân viên cũng được tập huấn đầy đủ. Các phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho người cách ly tự nguyện. Các phương án dự phòng cũng được khách sạn tính đến nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên cũng như du khách. Trên địa bàn, chủ các khách sạn đều cam kết với chính quyền thành phố chỉ phục vụ mục đích cách ly phòng chống COVID-19, không phục vụ mục đích khác. Đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu như điện, nước, khu vệ sinh, nhà tắm, đảm bảo không khí thoáng, phòng chống cháy nổ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của thành phố trong công tác đảm bảo an ninh an toàn tại đơn vị mình. Trong tình huống mà còn nhiều công dân nữa có nhu cầu ở các khách sạn còn lại, thì chúng tôi sẽ huy động thêm nhân lực y tế từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, từ Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản Nhi, vân vân, và những cái lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sẽ vào cuộc. Cho nên là các công dân yên tâm và nhân dân yên tâm khi mà các cái khách sạn cách ly tập trung nộp phí đảm bảo hoàn toàn an toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn về tránh lây chéo và an toàn về y tế tại các cái trung tâm này.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị phương án từ đầu, đưa danh sách một số khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long để công dân cách ly tự nguyện có trả phí, với khả năng đáp ứng được trên 1.000 công dân có thể ở cách ly tập trung, có đầy đủ lực lượng công an, dân phòng, giám sát y tế một ngày hai lần. Ngành y tế cũng đã thành lập ban để giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ cho các khách sạn các kỹ năng để phòng chống dịch. Công an tỉnh Sơn La cho biết ngày 3 tháng 1, tại khu vực bản Nong Quỳnh, xã Cò Nòi, Công an huyện Mai Sơn đã bắt quả tang hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép số lượng lớn chất ma túy là Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1974 và Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1977 đều trú tại xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu. Là Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1974 và Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1977 đều trú tại xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu. Tang vật thu giữ gồm một bánh heroin, khoảng 6.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng Hạnh, lực lượng công an đã thu thêm một gói nhỏ bột nén màu trắng, nghi là heroin, cùng 10 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, đối tượng Hạnh khai nhận mua số ma túy này của một người đàn ông không rõ danh tính tại khu vực xã Thôn Mòn, huyện Thuận Châu mang về bán kiếm lời. Khi đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Những ngày qua, các tổ chốt phòng chống dịch COVID-19 của đồn biên phòng Bảo Lâm, bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp phát hiện nhiều công dân nhập cảnh trái phép. Rạng sáng ngày 5 tháng 1, tại khu vực biên giới xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tổ công tác đồn biên phòng Bảo Lâm phát hiện 10 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Những người này khai nhận họ có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Thái Bình, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau, đã xuất cảnh trái phép sang làm thuê tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Trước đó, trong các ngày 3 và 4, đơn vị cũng đã phát hiện 33 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Đồn biên phòng Bảo Lâm đã thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và bàn giao cho cơ quan chức năng tổ chức cách ly theo quy định. Trong khi tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều người chỉ vì hám lợi trước mắt đã tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép hoặc ngại cách ly mà đã nhập cảnh trái phép. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với những đối tượng này. Ngày 29 tháng 8 năm 2020, nhóm bị cáo này đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên án sơ thẩm xử phạt 19 năm tù cho hành vi tổ chức đưa nhiều người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam và thu lợi tổng số tiền hơn 214 triệu đồng. Ngày 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tuyên phạt Trần Ngọc Duy 6 năm 3 tháng tù giam, Trần Ngọc Bảo 9 tháng tù giam, Đào Duy Nhật và Đào Tuấn Anh mỗi bị cáo 5 năm tù giam về tội đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Và mới đây nhất là các bệnh 1440 đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hành vi vô ý thức này đã khiến nhiều người phải cách ly và gây nguy hiểm cho xã hội, đáng bị lên án. Đối tượng nhập cảnh trái phép thì được đáng là xử lý nghiêm ngặt hơn. Ngoài ra thì mình còn phải răn đe những người mà đã hỗ trợ cho những người mà đi nhập cảnh trái phép nữa. Còn đáng lên án hơn là những người mà đã giúp các bạn ấy hoặc là giúp những người đó đã nhập cảnh trái phép vào đây làm ảnh hưởng tới cộng đồng và người thân của gia đình mình. Các cái trường hợp đấy thì cứ áp dụng cái luật pháp của mình mà xử lý thôi. Người dân chúng tôi chỉ mong rằng là pháp luật của chúng ta làm sao mà làm cho nghiêm khắc và đúng cái luật pháp của mình. Để cũng chỉ mong như thế để làm sao mà người dân chúng tôi được sống cách rất là yên bình, cũng như là không có cái dịch bệnh lây lan. Theo chuyên gia pháp lý, thì hành vi nhập cảnh trái phép và tổ chức môi giới sẽ bị xử phạt nặng. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đối với hành vi độc lập là đưa, tổ chức đưa người trái phép nhập cư vào Việt Nam hoặc là ra nước ngoài, thì căn cứ vào điều 348 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017. Đấy, trong đó thì có quy định các cái chế tài về phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng. Và tùy theo mức độ của hành vi vi phạm thì có thể bị phạt tù từ 1 năm cho tới 12 năm. Mặc dù pháp luật đã có chế tài cho những hành vi này và trên thực tế đã có nhiều trường hợp bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, vậy nhưng vẫn xuất hiện những trường hợp vi phạm. Trong tình hình khẩn cấp hiện nay, để đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật, các đối tượng này cần phải bị xử lý hình sự ở mức hình phạt cao nhất. Có như vậy mới giữ vững được thành quả phòng chống dịch bệnh của toàn dân.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.